Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, Thánh Irene. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 28 tháng 6 năm 2020, Thánh Irene. Thánh Irene là người gốc Hy Lạp, được sinh vào khoảng giữa những năm 120 và 140. Irene có đặc ân lớn lao là được giáo huấn bởi Thánh Policarpo, môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ. Lần kia, Thánh Irene nói với một người bạn: "Tôi rất cẩn trọng lắng nghe những lời chỉ dạy của Thánh Policarpo. Tôi không ghi lại những hành động và lời nói của Ngài trên giấy tờ, nhưng tận trong trái tim tôi." Sau khi làm linh mục, Thánh Irene được sai đến thành Lyon, nước Pháp. Chính trong thành phố này, giám mục Poncinio đã được phúc tử vì đạo, cùng với rất nhiều vị thánh khác. Lúc đó, Thánh Irene không được tử đạo vì các anh em linh mục của Irene đã xin Ngài chuyển giúp một sứ điệp quan trọng tới Đức Thánh Cha ở Roma. Trong lá thư ấy, họ nói Irene là một người đầy hăng hái và nhiệt thành đối với đức tin Công giáo. Khi Thánh Irene trở về để nhận chức giám mục thành Lyon, thì cuộc bách hại chấm dứt. Nhưng lại có một hiểm họa khác, đó là lạc thuyết, gọi là thuyết ngộ đạo. Tà thuyết này đã hấp dẫn thu hút được một số người, bởi nó hứa hẹn sẽ cho người ta được biết những mầu nhiệm huyền bí. Thánh Irene nghiên cứu tất cả giáo thuyết của tà đạo này, và sau đó, thánh nhân đã chỉ ra những điểm sai lầm của nó trong 5 cuốn sách. Irene trình bày cách rất thanh nhã, vì Ngài muốn đem mọi người trở về với Chúa Giêsu. Tuy thế, đôi chỗ Irene cũng sử dụng những từ ngữ rất là mạnh. Chẳng hạn như Ngài nói, khi một người vừa theo phái ngộ đạo, nó liền lên mặt hãnh diện kiêu căng. Nó có dáng vẻ oai vệ của một chú gà trống tập đi khệnh khạng. Nhiều người đã đọc sách của Thánh Irene. Sau đó ít lâu, cả lạc thuyết bắt đầu tự phân tán hủy diệt. Thánh Irene qua đời khoảng năm 202. Nhiều người cho rằng Irene đã chịu tử vì đạo. Thánh Irene luôn luôn ghi nhớ những điều Thánh Policarpo truyền dạy. Chúng ta cũng có thể tạo cho mình một tập quán biết ơn đối với những người đã dạy bảo chúng ta những điều hay lẽ phải. Chúng ta hãy cố gắng mang những điều đã học ra thực hành. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người đã dạy dỗ chúng ta. Và Policarpo nói: "Tôi rất cẩn trọng lắng nghe những lời chỉ dạy của Thánh Policarpo. Tôi không ghi lại những hành động và lời nói của Ngài trên giấy tờ, nhưng trong tận trái tim tôi." Anh chị em nghe những điều mà Thánh Irene đã thực hành là ghi những lời giảng dạy, ghi những lời nói và hành động của Thánh Policarpo. Policarpo là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ, một trong những tông đồ
của Chúa Giêsu. Thì Irene lắng nghe lời Policarpo, những lời nói và những việc làm, những hành động của Ngài không phải trên giấy tờ, nhưng ghi lại trong tận trái tim của mình, ghi nhớ và đem ra thực hành, cảm nhận được bằng chính đời sống của mình những điều mà Thánh Policarpo đã giảng dạy. Khi anh chị em đón nhận hàng ngày lời của Chúa, đón nhận hàng ngày những gương sáng của các thánh qua chuyện đạo, chuyện đời hay là những chứng nhân của ngày hôm nay, khi anh chị em đón nhận những lời chia sẻ của những người khôn ngoan về cách sống đúng, sống đẹp, thì xin anh chị em ghi nhận như là Thánh Irene nói: tôi ghi nhận trong trái tim của tôi những lời nói, những việc làm của những người giảng dạy. Và những người có trách nhiệm giảng dạy thì cũng làm sao lời giảng dạy đi kèm với việc làm của mình, để những người nghe ghi nhận những lời giảng dạy và việc làm vào trong trái tim của họ, họ đem ra họ thực hành. Điểm thứ hai mà chúng ta thấy nơi cuộc đời của Thánh Irene đó là mạnh dạn chống lại những bè rối, chống lại những thuyết ngộ đạo, chống lại những người mà hấp dẫn thu hút những người khác bởi những hứa hẹn cho người ta thấy được những mầu nhiệm huyền bí. Con người ta vốn tò mò, con người ta vốn biết những cái gì huyền bí, những gì cao siêu, tò mò muốn tìm hiểu, và từ cái đó thiếu khôn ngoan dễ bị đánh lừa bởi những ngộ đạo thuyết, bởi những người rao giảng những điều sai lệch với giáo lý, với thánh kinh, với giáo huấn của giáo hội, rồi cứ tự cho mình là được Chúa, được Đức Mẹ mặc khải, được Chúa Đức Mẹ nói thế này, nói thế nọ, ghi vào ngày nọ tháng kia. Những lời lẽ đọc mà người thiếu khôn ngoan không cẩn trọng dễ bị đánh lừa, dân chúng dễ bị lừa bởi họ đơn sơ, bởi sự hiểu biết có giới hạn, bởi những lời lẽ ngon ngọt, mang tính dụ dỗ, mang tính hấp dẫn, rồi dần dần lôi kéo người ta xa lìa giáo lý của hội thánh, ngược với giáo huấn của giáo hội, và chống lại cả những lời rao giảng của Chúa Giêsu, nhất là chống phá Đức Giáo Hoàng. Chúa đã lựa chọn những người kế vị Đức Giáo Hoàng, kế vị Thánh Phêrô là các giáo hoàng, mà người ta nói hay, nói khéo chống lại Đức Giáo Hoàng, lên án Đức Giáo Hoàng, rồi làm cho chia rẽ trong hội thánh, rồi làm cho người ta đi ngược lại với giáo huấn giáo hội. Anh chị em mình phải đủ khôn ngoan, đủ sáng suốt, và tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần cho cái ơn khôn ngoan sáng suốt và ơn can đảm mạnh bạo, dám lên tiếng để cảnh báo, cảnh giác mọi người không sa vào những thuyết ngộ đạo mới của ngày hôm nay qua những phương tiện truyền thông. Có khi những video clip ấy, có khi những hình ảnh ấy là do sự can thiệp của khoa học kỹ thuật vi tính, rồi làm cho người ta tưởng rằng đó là thật, làm cho người ta tưởng rằng đó là mặc khải Chúa dành cho họ, rồi đưa người ta đến sự lầm lẫn, lầm lạc, mà cụ thể là xa lìa giáo hội, là chống lại Đức Giáo Hoàng, là đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Anh chị em cẩn thận sáng suốt để nhận ra sai lầm, can đảm mạnh dạn nói lên những cái sai lầm đó, cảnh giác, cảnh báo mọi người không lạc vào những lạc thuyết, vào những mê hồn trận ngày hôm nay. Amen.
Em xin